Ám sát kinh hoàng tại Võ Nhai Thái Nguyên, hung thủ có thể đối diện với hai tội danh. Tội danh thứ nhất là tội chế tạo tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng với tình tiết giết từ 2 người trở lên, khung hình phạt từ 10 15 năm tù. Tội danh thứ hai là tội giết người với tình tiết giết từ 2 người trở lên, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm chung thân hoặc tử hình và khả năng cao nhất là lút khung. Đó là trong trường hợp hung thủ còn sống, tuy nhiên trong cái trường hợp này hung thủ đã tự sát. Vì vậy đây là căn cứ để không khởi tố vụ án. Do vậy, vụ việc sẽ được đình chỉ. Xin chào.